Đây, xong rồi bạn ơi. Rí được nãy giờ mà tôi đã ra mời suối làm xong gà sạch sẽ luôn nè. Và nãy đi ngang tiện tay tôi xin luôn cái cô bé bán sầu riêng một trái sầu riêng. Quá dạ ha. Tiện tay xin một trái luôn. Tại vì tôi thấy cô bé còn nhỏ nên xin một trái sầu riêng nhỏ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đi chặt cây và ướp gia vị vào gà để bắt đầu làm món sầu riêng nướng gà. Thôi hơi bị thơm đấy. Biết sầu riêng của cô bé sầu riêng này nó cho không biết ăn ngon không nhé. Tí mà bổ ra mà sự không là mắng vốn cô bé sầu riêng á. Cái của không có tâm. Cho cái của cho mà cái của cho mà đã thật. Cho đàng hoàng cho mà thật sự thích gà hơn là không hơn thích trái sầu riêng. Để đi chặt cây ha. Ừ, đi. Sau một tiếng đồng hồ, anh Lộc đã hạ được một cái cây cổ thụ. Cổ lên. Chừng vào chân á. Nhóm lửa trước đi ha. Nhóm lửa trước rồi ướp gà xong rồi. Mình nhắm cho cháy xong rồi mình ướp gà. Ồ, lửa cháy đã rồi. Xong rồi nè bạn ơi, lửa đã cháy lên, bây giờ anh em chúng tôi sẽ bắt đầu ướp. Đây là con gà, gà này gà mái nha. Tôi ăn gà mái, tôi không giờ ăn gà trống. Rồi tôi sẽ bổ cái dừa, cái sầu riêng của cô bé bán sầu riêng. Ai mua sầu riêng đúng. Có, ai đây, mua đây, đây. Sầu riêng, đủ mà thơm quá. Có tâm, cô bé này có tâm, cho có tâm. Đã con vợ cái, ô, lép. Quá đã. Đúng cơm sầu riêng cơm vàng hạt lép. Đau. Thơm quá thơm. Không sao. Thơm quá. Đầu tiên này em sẽ nhét. Rồi. Cái mũi sầu riêng vào đây đã. Đó. Nhét hai mũi vào đây. Nhét hai mũi vào. Và múa cũng được. Thì xỏ cây ngang, trượt cây xỏ cây ngang qua nữa. Đó. Đã, món này chắc chưa, thơm ghê. Đã nó thấm vô gà, chắc thôi cái vị nó nồng, nó bay tới tận đâu luôn đúng không? Quên, các bạn chờ xíu. Xin phép nha, tôi sử dụng bao tay. Các bạn thông cảm. Đây là bao tay dưới quê. Ở dưới quê công nghệ nó không có được tiên tiến như trên thành phố. Nên đành phải dùng bao ni tay, bao tay thôi bạn. Nè, cho nó sạch sẽ. Không mấy bạn lại nói. Không có dao cứ cướng người nó không. Hồi lá thấm với gà mình ăn con gà đã rồi. Đâu ngoài sầu riêng hết đâu. Đúng không? Cũng được. Đó. Món này chắc đâu thì có chị anh em mình là ăn thôi đúng không? Món này cái độc thì anh em đi rừng mới ăn thôi. Đi rừng mà ăn gà nướng sầu riêng thì đúng bài. Đúng bài thiệt. Rồi xong. Để cho nó thấm gia vị và khô đi. Xin phép tôi được gỡ bao tay ra nha. Làm như vậy xin phép mấy bạn hết. Rồi bao tay ra. Qua bên đây. Tí rửa xài lại. Ở dưới kinh tế khó khăn mà, xài 2-3 lần. Rồi. Rồi mình qua bên lửa. Ồ, sắp sửa có than rồi. Rồi có than rồi đó. Giờ tôi sẽ bắt đầu thiết kế cái dây cột lại. Cột rồi, cột lại chỉ đều chưa chưa. Xoắn được rồi, xoắn lên. Mình ở đây chúng ta quay hả? Quá đã. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Là đó. Rồi chúng ta sẽ đợi trong vòng 30 phút. Phút quay liên tục. Nó vàng đúng phút luôn. Vàng rồi nè.
quá đã, thơm ghê. Thơm ghê. Vị nó mùi thơm ra. Đúng cái vị của sầu riêng nó hòa quyện. Cái này như anh lại phải đều tay nha lại mà ừ. Mà nhưng một xíu cái là nó bị cháy liền đó là. Bị này. Cháy á, bị hơi cháy à. Cháy quá không, không ngon. Đó mình phải quay vậy nè, đó. Như vậy quay tay. Quay tay như vậy thì mỏi tay quá. Phải mình tích cực. Mình phải sao? Món ăn ngon độc và lạ mình phải gọi là có cái sự bền bỉ mà kiên trì mà đúng không? Ừ. Mới có ăn ngon được chứ đâu không đâu mà ai mà làm cho mình ăn đúng không? Ừ. Nhìn nó thơm gọi nức mũi luôn. Nhìn thèm cái đã kìa. Bằng ươm sầu riêng đã vàng rồi ướp lên vàng còn thêm nữa. Hòa quyện cái mùi sầu riêng nó nướng nó nồng lên. Nó lứt hết thịt ra. Đã. Dế kêu đó, dế nó nghe cái mùi thơm nó còn kêu đó mà. Thấy chưa? Dế nó nghe nó còn không cưỡng nổi được cái mùi thơm của gà sầu riêng của tôi nữa. Huống chi là anh em mình. Thơm quá. Thơm quá, thơm quá. Dế kêu, ồ, xì nó bung lên luôn à. Ồ, da vàng, quá đã. Quá thơm. Trong vòng nãy giờ cả 45 phút rồi hả? 45 phút. À, anh lại đây đang ngồi đứng quay tay quá ngon anh mà 45 phút quá mấy con gà nó vàng vậy bây giờ mang lên thưởng thức được chưa anh chưa trời nên mình phải đi hái ít gọi là gia vị nữa hả ừ gà này phải kèm theo gia vị thiết kế một ít gia vị lá giang gà phải có lá giang ăn nó mới ngon nha bạn nói gì nói ở trong rừng thì không thiếu rồi mang lên đâu ra chỗ tập kết ngồi la liếm thôi anh này. Ồ la liếm vừa bếp con gà này đây. Quá đã. Quá thơm quá đã. Quá. Wow. Sầu riêng à. Ừ, sầu riêng thơm ha. Còn gì bằng nữa. Đã, khán thử đã. Ui, nóng quá. Nóng quá đó hả? Đi ra đi ra ngồi chỗ ngoài ăn cho nó mát. Cắn thử xem miếng xem luôn. Sao. Quá ngon. Rồi luộc ra lại xé cái đùi miếng cái đùi á. Đừng có vút ra, đừng có vút ra nghe, vút ra mà chặt này này nè, tại dính đất cái đầu này nghe. Em đâu vút ra đâu, em để dính này, em xé cái đùi ra mà. À. Còn gì bằng. Quá đã. Rồi. Nhìn thấy con gà kìa. Ôi. Cảm giác. Trời ơi. Trời. Em xé cái đùi đó. Ôi trời ơi. Quá. Wow. Ôi trời nước đó kìa. Ô chất lượng ghê cái mùi hô ô chất lượng ôi da chất lượng anh ơi quá chất lượng chứ không chất lượng ây da ây da nóng quá hả nóng mấy đâu nóng sao nóng anh đâu thấy nóng đâu nóng phỏng tay luôn ô thằng dao đâu rồi cứa rồi cứa giống như là đánh đàn tì bà hay là đàn vì ô long đàn gì đó. Ây da. Cái ngay khớp đó. Ờ, mẻ luôn cho rồi, chịu nóng mẻ luôn. Đó. Mà nó dính ngay khớp của nó. Ây da. Đó, xé luôn đi. Ây trời ơi. Ồ quá đã. Ừ, quá đã nè. Thấy không? Ồ. Thơm mùi sầu riêng. Nhỏ dãi anh ơi. Ây da. Cái này này xíu. Đây. Món gà nướng sầu riêng. Thơm mùi sầu riêng, ánh lên mùi sầu riêng nức nở. Này mà nhỏ dãi với lại gà nướng mọi trong rừng á, nó vẫn còn ướt ăn nhau là cái chỗ ướt này nè. Nó mới ngon được. Nó còn giữ được cái miếng thịt chứ mà bạn nước bạn chặt từng khúc ra thịt nó khô, ăn không ra gì. Ăn mất giá trị của một con gà ta. Nha, xin mời các bạn ăn miếng nè, cái đùi gà mời các bạn ăn miếng cái đã. Để tôi nếm thử luôn cho. Đúng là gà tha vườn. Thịt dai, da vàng. Ừ. Anh chân không? Ô này em mình nó hay ghê. Anh chân không à. Rồi đây lỡ rồi. Chân ngon quá. Cái da nó ngọt anh, nó ngọt giống như mật ong vậy đó. Ừ. Da ngọt lắm. Chất lượng xứng đáng đồng tiền bát gạo. Mất công buổi sáng trời dí bắt gà phải chạy đi xin cái chị xinh đẹp một trái sầu riêng á chứ
Ăn đi. Ăn gắn lại. Quá ngon, ăn nổi mà gọi là ngon mà gọi là. Cái mắc không? Mà thơm ha, cái vị thơm, mùi sầu riêng ha, đúng không? Thơm chứ, chất lượng. Có thơm thơm cái mùi gà. Thơm thơm cái mùi xin nữa. Cái mùi sầu riêng xin đó của cô bé bán sầu riêng, ngon. Mà cái mùi mình mà cái mùi ngon của cái mình đi dí gà nữa đúng không? Mình đi xin gà người ta cái ừ đó, gà ngoài vườn nó con mình con bắt con nào con bắt đi. Hay chủ nhà nó cũng quý mến mình quá. Này là nó thấm cho xương này, ăn luôn xương luôn mới ngon. À, ăn cái này mà chó nó hờn luôn. Biết sao? À, ăn hết phần của nó rồi không? Nó xương không tha nó luôn. Thơm mùi sầu riêng. Không tin các bạn cứ làm thử đi. Các bạn ướp sầu riêng như tôi vậy đó. Nhà các bạn nào có lò vi sóng á, bỏ vô các bạn nướng, các bạn sẽ biết được cái kết quả của món gà nướng sầu riêng đúng đồng tiền bát gạo các bạn đã làm ra. Bá chén không bao chét. Này chấm thêm muối tiêu chanh với một chút bia hay rượu uống cho đỡ tanh ruột, ít với lại cho chết mấy con giun nữa là đúng bài. Cứ làm thử, dù chỉ một lần ăn đừng có ghiền là bảo sao là cho tôi suối ăn lại ghiền. Gặp đây là gà tơ đó nhá, gà tơ với lại gà mái tơ nữa, thịt nó giòn béo ngậy 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 và thơm thơm cái mùi tơ. Từ từ ăn chậm chậm thôi, không ai giải hết phần đâu, từ từ. Từ từ. Ăn từ từ thôi. Thôi được rồi, để dành cho cuốn ăn đi. Một chút. Và ngày hôm nay anh em chúng tôi đang chia sẻ cho các bạn cái món gà nướng sầu riêng, một món ăn rất là ngon, rất là ngon. Không tin các bạn cứ làm thử, dù chỉ một lần ăn thử ơi, các bạn sẽ ghiền. Xin chào lại các video lần sau nha. Bye 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 bye.